Trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay, thì đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ đến với chương trình của hội viên Đến Hẹn Lại Lên 2 tuần 1 lần. Chúng ta sẽ có họp mặt hội viên đặc biệt việc Single Under World Membership Group Chat. Và sẵn đây Uyên Quỳnh cũng xin cảm ơn rất là nhiều những anh chị quý vị khán giả, những anh chị đăng ký tham gia chương trình. Và trong group hội viên đặc biệt này có những anh chị không muốn lên YouTube, cho nên chương trình sẽ cắt bỏ khúc những anh chị đó không lên YouTube. Những bạn nào đăng ký hội viên mà không muốn lên YouTube thì chương trình sẽ cắt các bạn đó ra. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình gặp gỡ hội viên ngày Chủ nhật nhé. Em chờ cái đồng heo của anh mấy năm rồi, giờ nghe con phủ phàng vậy. Em dám thích để ta thích em hả? Phụ nữ là cô dám nói trước rồi em ơi. Mình muốn gì phải nói lại trước em ơi. Phụ nữ là truyền thống như là... Chuyện đa số. Vậy là bây giờ em... Vậy là bây giờ em mở lời cho Đức luôn nha em. Ok. Nếu em ra trang đỏ nên nói luôn cho Đức luôn đi. Em nói lại chút còn em đương đó. Sẽ nói đây, có càng đảm nói cho Đức. Không, chị mà thương ai, chị nói lại cho Đức luôn. Đúng. Chị nào Ngọc Thảo rồi mới chúng ta rồi cái gì mới nhiều lắm, mới nhiều lắm á, do trong đó nhiều người mới lắm, gì đẹp gì mà nói chấm thấy là sao, gì gì đẹp hồi nãy của Nguyên nè, thấy hình như là có mấy chị mới đấy nè, đẹp trai đẹp gái không có cưng ai chọn đi cưng. Rồi Hương hỏi lại mất tích lâu quá vậy, có tin vui chưa? Chưa chị ạ. Sao bữa báo rồi không? Sao bữa báo rồi bây giờ nó chưa là sao? À, tại kiểu như không có họp á. Ồ vậy đó hả? Rồi dạ, là đang không đang tìm hiểu, nữa. Đang tìm hiểu hay là hết rồi? Còn tìm hiểu không? Không luôn chị, không tìm hiểu luôn. Ồ vậy đó hả? Ok, gọi nó tặng cả nhà anh bài đi. Ngồi ngoài nhà nhỏ hành lang. Hôm nay nhạc của em hay nè, có nhạc không? Thank you.
Đúng rồi, cậu Chiến Binh đã giới thiệu hoài mắc cỡ rồi. Anh Thao không nói là anh Thao không nghẹn. Láng không nghe em nói không vậy? Anh không nghe nói thì gì ta? Hello, nghe nghe. Em chờ cái đồng heo của anh mấy năm rồi, dần nghe con phủ phàng vậy. Ở đọc thân nó quen rồi vậy. Nói cho đọc thân bồ lắm. Đi làm con nói rồi phải không? À, anh ạ. Trời anh ơi, nhiều mối lắm. Bởi vì thở nằm không mà không thấy không. Lắm rồi, tới rồi không hả? Đúng rồi. Ở đây buồn, dắt xác con buồn lên Mỹ mà. Con buồn lên đây giao lưu bạn bè nói chuyện được chứ nó sẽ chết đi vui. Ở đây tìm người nói chuyện cũng hơi khó. Anh rồi, mọi người đang chờ em giới thiệu đó. Tập hát đi, làm thơ hay lắm mà. Đúng rồi, anh cũng biết làm thơ mà. Làm đọc vài câu đi. Ừ. Ngày nào cũng thấy lên hai ba câu thơ vậy đó. Có người rước ảnh mà chịu lên đỡ làm thơ luôn, mới chịu con nghe. Tôi đọc cho vui. Để làm thơ cho vui nghe mỗi ngày thì đây. Không biết bao nhiêu trước khi mất sao hai đầu làm thơ. Bởi sợ đi á, mình không muốn ở nha. Chị nào mà yêu thơ thì hãy chọn anh 25 nha. À, hôm qua mới tiễn một ca sĩ hạng A đi lên xe bông rồi. Bây giờ còn lại hai anh gì chia sẻ thôi. Cái cô mà của cái em trai ở Oklahoma đó là cô đó ở đâu vậy? Việt Nam hả? Có ở Việt Nam, ở thành phố đó, cô Ngọc Thảo đó. Tên gì vậy ha? Là có lên trong không mà không nhớ cái mặt đó, đi hỏi mình cũng không nhớ, mình chỉ có nhớ em trai đó thôi. Em nhớ em trai đó làm đeo ở Oklahoma. À, cô đó lên một lần rồi gặp người nhau rồi kết tới nay đó. Có cô, tốt người đó rồi. Cô Ngọc Thảo đó. Nghĩ là hợp nhau là ok. Còn mọi thứ mình không có cái cần thiết, chủ yếu là hợp nhau là chính. Đúng rồi, bây giờ hợp nhau là điều đó là quan trọng nhất. Đúng rồi, chứ còn mọi thứ là cần thiết. Anh Phát, mọi người đang chờ em giới thiệu đó. Thôi Phát, em tích giờ hồi. Giới thiệu ngoài là cũng gì. Thôi em nghe hồi coi. Mất cảo à. Giới thiệu ngoài là cũng gì. Lớn lứa anh lên có mặt thắm bạn bè anh em mày vui rồi. Em nghĩ em nói vậy thôi chứ mấy chị ở đây chắc có người nào cũng biết anh hết rồi. Chắc người nào cũng có xem video của anh. Có chị nào không có biết anh này không? Nói em nghe thử rồi. Mấy chị mới vô làm sao biết được anh Thắng với chị lên. Ờ, đúng rồi. Em không biết. Ai? Em nói giờ em không biết hết. Em Thanh đó hả? Phải không? Không biết thì từ xem biết em ơi. Chọn nào, chọn người. Anh Tham chọn được đâu em ơi, người ta chọn mình chứ sao mình chọn người ta được. Đâu, nam nữ quyền quyền mà. Đâu được. Nam nữ quyền quyền mà, mình sách tiền cứ chọn thôi. Anh đọc thơ phải không? Đúng rồi. Rồi anh sẽ đọc thơ, hai bài thơ Anh Còn Nợ Em đi. Anh còn nợ em ghê vậy đó. Vô tìm được người mà nợ em hay sao? Anh còn nợ em. Rồi anh sẽ, anh còn nợ em. Anh còn nợ em một khoảng trời xanh thẳm, hoàng hôn chiều tắt nắng ở cuối sông. Anh còn nợ em một buổi ngắm cầu phòng, và còn nợ ấm nồng duyên hai đứa. Anh còn nợ em hương thơm mùi hoa sữa,
đổ thu về ngắm sát lá vàng bay. Anh còn ở em duy nhất chỉ một ngày. Ngày trọn vẹn bên em tìm hạnh phúc. Anh còn ở em nơi giáo đường linh mục. Chúa nguyện cầu viên mãn hẳn một tình yêu. Còn ở em biết hát ngắm thủy triều, bờ cát trắng sóng xô thuyền cặp bên. Anh còn ở em lời hẹn đầu lên lên, hạ ùa về cánh án người em nhàn trang. Còn ở em ân tình ấy khát khao, và còn ở bờ môi mềm vội vã. Hả? Trời ơi, hay vậy. Hay quá, vỗ tay với chị ơi. Tính là liệu chắc chị lớn nhất trong group này. Sinh 1962 ở Bình Phước, Đồng Xoài, Bình Phước. Cũng buôn bán vậy đó, kinh doanh một mình, nhà chị có mình chị. Còn chị có gia đình ở riêng hết rồi. Tên tiếng Anh là Jen và tên tiếng Việt là Mỹ. Mình ở New York nhưng mà giờ hiện tại là đang ở Việt Nam thì tất nhiên là cái hệ thứ hai ngày mai là mình đi về Mỹ lại rồi. Mình ở New York, ở cái thành phố cũng nhỏ thôi. Thì mình cũng làm nail, có một cái tiệm nail nhỏ nhỏ ở New York. Chị về hôm đợt chứ em tới nay chưa về hả? Hả? Chị về đợt chứ em tới nay chưa về lại hả? Wow. Về đợt đó rồi ngày mai mới bắt đầu đi về Mỹ lại. Sướng dữ thì đó, về đâu gì đó. Dạ. Wow, sướng quá ta. Em để tan cho một cuộc tình mong manh như hằng sương tan trên lá. Anh ơi đêm rồi không gian lặng con, anh soi trên đường cầm tiếng hát chương trình. Anh biết khi em giận chuyện gì, nhân gian xa vời sao vắng tâm tôi. Sao mân tình sao đi không tới, em trách mình, em trách em thôi. Cây đắng nào dần dài trên môi. Mình không có biết mở hình của mình mấy bạn nữa. Hello, chào các anh chị trong room mình ạ. Em là Hoài Phương, em ở Mỹ Tho Tiền Giang. Thì ở đây mà ở Mỹ Tho, mẹ ai cũng biết mùa đông thì lạnh, mưa bay phức, rồi mà cứ lạnh buồn lắm, chỉ nằm mình ngủ. Cách đây cũng không có, cũng lập lâu. Xuống nằm chơi lạnh nó buồn, viết bài thơ nghe thấy em vui vui còn buồn, mặc cái bao ngủ mà viết bài thơ có vô câu thì viết đọc thì thấy quá hơi. Lần đầu tiên anh đọc là anh phải lên đàng hoàng nha, đừng có đọc xuống phải có cảm xúc nha. Thấy ngang nhâm nhiều cái bài thơ này cười gì nãy dạ rồi. Dạ, yeah, anh đọc xong rồi anh lại cho chị Minh đó, đặt ra lần sau chị Ngân cho. Mình đó là, mình rất là thích là Ngân tặng những phần thơ nào mà chính người đó sáng tác ra. Anh hắn gỡ qua đi cho chị, ngày chị. Đang lấy giọng. Ê. Anh hắn hả? Anh hắn chuẩn bị đọc thơ gì vậy? Chuẩn bị cất giọng. Tập thơ đi sáng nay vừa lúc xe vừa nghe em nhắn đây. Anh tỉnh dễ ở vì từ mới nghe người đọc quá. Rồi lên xe rồi hả Yến? Rồi lên xe chị. Dạ hả? Chúng mai đi làm hả? Chúc một ngày may mắn nha, đi làm ha, nhiều niềm vui nha. Có đi làm nhưng mà vẫn lên chân buồn. Nhiều tiền nha. Cảm ơn chị. Chị làm trả vậy. Anh Long, hồi anh phải đọc, anh phải ngưng nghe nha anh Long. Chị đi làm nữa hả chị? Là phải đọc tới cái giọng lên xuống nè. Chị làm 7 ngày thôi ơi. Bà Chị đã cố gắng.
chị chẳng cứu đáng kiếm nó đáng kiếm tương tác thì chị làm tất cả lại. Nó có một cái bài thơ hết yêu còn nhớ, với lại một cái bài em chỉ cần thế thôi. Chắc nhà bài nào? Em chỉ cần thế thôi. À, vậy đi. Rồi, ok. Rồi. Mày được em chỉ cần một cuộc sống bình dị. Ở bên anh là tri kỷ người thương. Mỗi sớm sớm chân bước nhẹ ra vườn, nghe chim hót thơm lừng hương hoa trái. Em chỉ cần bờ vai anh giữ chặt, em tựa vào lúc mệt mỏi ốm đau. Ngay lúc này em chẳng có làm sao lẫn được anh ôm vào lòng che chở. Hai chúng mình hai cuộc đời gian dở, dụng dở nào rồi cũng ở phía sau. Em chỉ cần luôn mãi bên nhau, cùng già đi bên giường rau ao cá. Em chẳng cần được chi cao xa quá, bình dị thôi mà ra lã tiếng cười. An nhiên sống bằng tâm thái thảnh thơi, mặc cho đời nhiều người gian khó, nhiều điều gian khó. Em chỉ cần đơn giản như thế đó, nho nhỏ thôi hạnh phúc mãi đông đầy. Là hết. Bình đó, dị ha. Thế thôi. Đơn giản thôi mà đâu cần cao xa. Em sẽ hẹn gặp anh chị vào tuần tới nha. Xin chào mọi người. Cảm ơn chị. Bye bye em. Bye. Chúc chị ngủ ngon. Chúc chị ngủ ngon. Đây. Rồi. Cảm ơn. Chào tất cả mọi người nha. Chào. Rồi anh Thác, anh đọc đi anh Thác. Nãy giờ chờ anh lâu quá, mọi người buồn ngủ rồi kìa. Anh đâu sao mà mọi người hát ngủ luôn á. Không có cái gì mới đâu, không có thể là mới chứ anh mới nghe. Anh chưa đọc bằng nào mà. Mới đọc cái bài thơ về người mà ở Mỹ này, cái cảm giác mới cảm giác là cái mùa đông nó lạnh thì nó có cái gì cảm giác cái giấc mơ mà mình nằm mình thấy những cái hạnh phúc, thấy những cái gì đó mà nó nằm thấy mát để bù đắp lại một cái mùa đông. Cảm giác cô đơn mùa đông quá hả? Bài giao với anh ơi, bài giao với anh Thắng Quỳnh mà nói chuyện cô đơn nghe chuyện lạ quá. Mùa đông để Mỹ mình đi cái đó chuyện lạ quá thật. Chuyện lạ quá thật. Bạn nghe nghe mình cũng có cái này có cười có vui rồi thì có cảm nhận nghe. Nó mùa đông ở đây đi nằm trên bao lễ bữa lễ có những cái câu chuyện cái vui vui để cho nó bù đắp lại cái lạnh nghe. Đây đêm dài vắng lặng quá bơ vơ, giấc dưỡng hồn quan trống dậy thờ. Tiếng đất ngọt liệm mới hôn cùng sắc thịt, tưng nghi ngắt tạch hồn mơ. Da thơm máu hứng cuồng si dại, đắm đuối hương tình hiểm ức ơ. Chấp ngất mới say lòng về sống mơ màng, ước mộng đẹp thiên tơ. Tỉnh mộng rồi người sao thử thờ, nhìn quanh chẳng thấy bóng người mơ. Nghe lòng nao nao giữa kệ chờ, giá mà gặp lại mộng đã mơ. Hết đời gì thì biết một xíu. Bao giờ đừng mơ nhỉ, nằm thẹn luôn đi. Thực tế cô gái nghe thấy da nằm thẹn luôn đi, hỏi mình mơ. Anh Long nghe thấy da tối cùng suy dại, đấm đuối lửa tình vẫn vẫn sắc, cái bằng chắc nhất mê say lòng về sống mơ màng ước mộng đẹp chiến tơ. Hết rồi hả anh? Hết rồi chứ thôi. Bởi vì cái khúc lệ là tỉnh mộng rồi người sao tỉnh thơ, mình nhìn quanh chẳng thấy bóng người mơ. Nghe lòng nao nao giữa trời chờ, giá mà gặp lại mộng đó. Dạ anh học bài thơ này nữa chắc hết giờ rồi đó.
anh đọc cái bài Hết Yêu Còn Nhớ đi. Cho Hương hát bài đi anh. Hương hát bài nữa đi. Hương hát cái Hương. Ờ, nửa bài thì chị giờ cũng khuya à. Hát nửa bài chưa đi á. Tại cô gì thẳng này hát bài cái. Hát cái gì đâu nãy giờ. Hát tích mất tiêu gì mới thấy. Nửa bài thì chị cũng khuya. Chúc các anh chị được nhiều sức khỏe. Sớm tìm được một nửa của mình. Chúc cả nhà vui vẻ nha, bình an nha.